của con ơi, mẹ là người tuyệt vời nhất. Trong lòng con nhớ mãi dáng mẹ hiền. Tóc mẹ dài mượt mà ông à, đôi mắt nhân từ với nụ cười bao dung. Mẹ của con ơi, đã một đời vất vả, không như bao người phụ nữ ở trên đời. Áo bà ba bạc màu vì sương gió, đôi vai gầy gánh cả phần cha. Nhớ những ngày con còn bên mẹ hiền, nơi quê nghèo cuộc sống lắm gieo neo. Là con trai nên mẹ yêu chiều, bao nhọc nhằn mẹ gánh hết cho con. Bao nhọc nhằn mẹ gánh hết cho con. Nhìn mẹ khổ lòng con đau xót, nhưng biết làm gì để mẹ bớt gian truân. Nhìn mẹ khổ lòng con thương lắm, nhưng biết làm gì để mẹ đỡ lo. Chỉ có đi tu mới vẹn tròn đạo hiếu, chỉ có đi tu công đức mới đủ đầy. Chỉ có đi tu mới tìm ra thiên đàng cho mẹ, chỉ có đi tu mới đền đáp ơn sinh thành. Chỉ có đi tu mới tìm ra thiên đàng cho mẹ, chỉ có đi tu mới đền đáp ơn sinh thành. Mẹ tạm biệt thành phố Yangon nhộn nhịp, Minsuruma và các học trò tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo, thành phố Paya. Đây là điểm dừng chân thứ hai của ngài trong chuyến hoàng dương chánh pháp lần thứ tư tại đất nước Phật quốc Myanmar. Paya là một tỉnh lỵ khá nhỏ, cách thành phố Yangon khoảng 260 km về phía tây bắc. Để đến được đây, đoàn chúng tôi mất khoảng 6 tiếng đồng hồ ngồi xe bus từ cố đô Yangon. Và đây cũng là lần đầu tiên Minsuruma và các học trò chúng tôi đặt chân đến thành phố này. Khí hậu ở nơi đây vô cùng mát mẻ, với bầu không khí thật trong lành, tạo cho du khách một cảm giác thoải mái và thư thái. Paya là một thành phố nhỏ với mật độ dân cư không đông đúc như những thành phố khác. Đời sống của người dân nơi đây vô cùng giản dị và đơn sơ. Không chỉ thế, thành phố này còn nổi tiếng với những di tích đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với giá trị lịch sử hàng trăm năm. Vì thế, quang cảnh của thành phố này vẫn giữ được nét cổ kính với các thành cổ và nhiều công trình kiến trúc bị tàn phá sau chiến tranh, tạo một dấu ấn riêng trong lòng du khách thập phương. Trong chuyến viếng thăm vùng đất mới Paya, Minsuruma đã đến thăm và thuyết giảng tại trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi Yadana, Missouri. Đây là trung tâm tiếp nhận, nuôi dưỡng và giáo dục những em bé bị bỏ rơi hoặc không có cha mẹ. Đoàn học trò chúng tôi đã có mặt tại trung tâm từ ngày hôm trước để làm công tác chuẩn bị cho buổi thuyết giảng. Các em nhỏ hồn nhiên, thơ ngây vui mừng chào đón những vị khách từ phương xa mới đến. Chúng tôi đã cảm nhận được niềm vui, sự phấn khích qua nụ cười của những người dân và các em nhỏ nơi đây khi họ cùng chúng tôi làm việc, chuẩn bị cho chương trình thuyết giảng. Tất cả mọi người đều hào hứng và thích thú mong chờ ngày mai đến thật nhanh, vì đây là một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của những người dân bất hạnh này. Ngày 30 tháng 6 năm 2017,
là buổi thuyết giảng của Minsuruma chính thức được diễn ra tại vùng đất Paya cổ kính. Tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua những tán cây cao trong khuôn viên trung tâm, hòa cùng tiếng chim ca ríu rít đón chào một buổi sáng ngập tràn hạnh phúc. Từ mọi nẻo đường, những người dân tiến về trung tâm với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Không khí nơi đây càng trở nên nhộn nhịp hơn, vui như ngày hội làng khi rất nhiều người cùng tụ họp về trung tâm để cùng nghênh đón vị minh sư mang ân điển của đấng tối thượng đến với chúng sanh ở vùng đất này. Trước khi buổi thuyết giảng diễn ra, các tình nguyện viên tại trung tâm cùng với học trò chúng tôi nấu một bữa trưa chay thanh tịnh cho tất cả mọi người đến đây ngày hôm nay. Ai ai cũng đều vui vẻ và hồ hởi chia sẻ với nhau những món ăn ngon lành. Sau giờ ăn trưa, không khí càng trở nên sôi động với những tiết mục văn nghệ truyền thống của Myanmar qua sự thể hiện của các nghệ sĩ là học trò của Minsuruma đến từ thành phố Yangon. Từng điệu múa, từng lời ca vang lên như hối thúc mọi người đừng bỏ lỡ một cơ hội hiếm có trong cuộc đời mình để được diện kiến vị Phật sống của thế kỷ 21, Minsuruma. Thế nên, càng gần đến giờ thuyết giảng diễn ra, từng dòng người lại nối nhau đổ về trung tâm. Mọi người cầm trên tay bức ảnh của Minh Sư và nâng niu như một món quà vô giá. Khoảng 13:30, Minh Sư Ruma quang lâm với sự tiếp đón của quý ni sư và các em học sinh. Ngài bước đi và mỉm cười với hai hàng người xếp từ đầu cổng đến tận bên trong hội trường. Tất cả ni sư, các em học sinh, người dân cùng nhau tụng bài kinh cầu nguyện Thượng Đế, Phật Bồ Tát gia hộ cho Minh Sư Phật Thể An Khang, tán thán những nghĩa cử cao thượng mà Minh Sư đã làm cho dân chúng và đất nước Myanmar. Minh Sư ân cần trao ánh mắt yêu thương đến với những em nhỏ và nở nụ cười nhân hậu của một người cha đầy tình thương. Dừng lại phía trước hội trường, các nghệ sĩ thành tâm hát vang lên ca khúc tán thán công đức của Minsuruma do chính họ sáng tác và kính dâng lên vị ân sư. Ngài mở lời cảm ơn tất cả mọi người và tiến vào bên trong hội trường thuyết giảng. Ni sư Wuna Tengi, ni trưởng của trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi Yandana, Missouri, gửi lời chào và cảm tạ đến Minsuruma. Kính bạch Minsuruma tôn kính cùng các nhà sư, ni sư có mặt ở nơi đây. Con vô cùng hạnh phúc và xin gửi lời chào ấm áp đến Minsuruma cùng các học trò của ngài, các vị quan khách, nhà sư, ni sư và chú tiểu. Hôm nay là một ân điển cho trung tâm của chúng con khi được nhận sự hỗ trợ và có cơ hội được lắng nghe những giáo lý vô thượng từ ngài. Chúng con tin rằng đây là một duyên lành mà mọi người nơi đây xứng đáng nhận được. Vì thế, tất cả mọi người mới có duyên được gặp ngài ngày hôm nay. Chúng con vô cùng trân trọng khi được lắng nghe những lời giáo huấn và thuyết giảng từ Minh Sư. Xin cảm tạ và tri ân những món quà từ ngài. Chúng con mong ngài tha thứ và thông cảm cho chúng con nếu chương trình có điều gì đó chưa được hoàn thiện. Con xin cảm tạ ngài. Minsuruma vô cùng cảm kích trước những lời chia sẻ chân tình của vị ni trưởng. Ngài ôn tồn cất lời chào với tất cả mọi người. Okay, and say hello, how are you? Xin chào quý vị. Quý vị có khỏe không? Too long time, don't see you. Đã lâu chúng ta không gặp nhau. Quý vị có còn nhớ ta không? Không phải không? Ta biết lý do tại sao. Khi tái sanh trở lại, quý vị đã quên mất ta. Quý vị cứ luân hồi và không còn nhớ gì nữa.
kể cả ta, nhưng ta vẫn luôn nhớ quý vị. Quy luân hồi trở lại, luật nhân quả đã khóa đi và không cho quý vị nhớ lại bất cứ điều gì. Tuy nhiên, Đức Phật và những vị minh sư sẽ không bao giờ lãng quên quý vị. Các ngài vẫn trở lại nhân gian này, nhưng có một lực lượng bên trong vô cùng vĩ đại và không có nghiệp chướng nào có thể phá hủy hay ngăn chặn trí huệ của các vị ấy. Luật nhân quả không thể nào ngăn cản các vị minh sư tái sinh trở lại thế giới này. Minh sư Ruma từ tốn giảng giải cho những người dân nơi đây hiểu rõ hơn lý do tại sao họ lại không nhớ minh sư là ai, mặc dù họ đã từng gặp ngài trong những đời kiếp trước, và lý do tại sao họ phải chịu đựng sự đau khổ, phải sống trong sự đói nghèo. Khi đạt được sự khai ngộ, hiểu được bản chất của luật nhân quả, quý vị sẽ nhận biết được chân lý qua trí huệ của mình, và lực lượng của luật nhân quả cũng không thể nào ngăn chặn, trói buộc hay đẩy quý vị vào sự đau khổ. Chúng sanh luôn luôn đau khổ. Đau khổ không phải là sự thật, mà chỉ là ảo tưởng, là ánh trăng dưới nước, trong đại dương và trong hồ. Chúng sanh chỉ biết nhìn về bên ngoài, không bao giờ nhìn vào bên trong để cảm nhận Phật tánh cao quý của mình. Quý vị thấy đó, bởi vì chúng ta chỉ biết hướng ngoại và tạo ra những sự ảo tưởng, và rồi quý vị sẽ đánh mất chúng, nhớ chúng và lâm vào sự đau khổ. Đó là lý do tại sao chúng sanh hay gặp nhiều sự trở ngại trong cuộc sống, vì họ chỉ biết nhìn những thứ bên ngoài mà không bao giờ biết hướng vào bên trong mình. Đức Phật đã nói, ta là Phật đã thành, quý vị là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có Phật ngự bên trong, mang vẻ đẹp niết bàn trong chính linh hồn của mình. Quý vị đã quên nhìn lại bản thân, chỉ biết hướng ra bên ngoài, chú ý vào những người xung quanh. Vì không tin vào Phật tánh, trí huệ và lực lượng khẳng định của chính mình, nên quý vị hay gặp nhiều trở ngại và phải sống trong sự đau khổ và sự vô minh. Tất cả vấn đề của kiếp người đều xuất phát từ sự đau khổ. Mọi người đều chăm chú lắng nghe minh sư thuyết giảng một cách say mê. Minh sư Ruma dùng từng câu chuyện về thời thơ ấu của ngài để chia sẻ cho những vị ni sư, chú tiểu và những em học sinh và người dân, để họ rút ra các bài học, triết lý và kinh nghiệm sống trên con đường hoàn thiện bản thân cũng như hành trình tâm linh của chính mình. Giọng nói ấm áp của minh sư đã chạm đến trái tim mẫn cảm của những chúng sanh đã phải chịu đựng sự đau khổ bấy lâu nay. Giờ đây, ngài đã đến và mang tình yêu thương vĩnh hằng xoa dịu nỗi đau của những linh hồn đáng thương này. Đến với buổi thuyết giảng, không chỉ ban rải những lời pháp cam lồ để soi sáng cuộc sống tâm tối cho chúng sanh nơi đây, minh sư Ruma còn mang đến nhiều món quà tình thương để hỗ trợ cho trung tâm, cho các vị ni sư và người dân nghèo khổ. Ta tới đây và mang đến cho quý vị một đời sống tâm linh cao thượng, cùng với những món quà từ tình thương của ta, của các học trò và gia đình ta. Hãy đón nhận tình yêu thương của ta và đặt nó vào trong trái tim của quý vị. Ta hy vọng những vật chất này sẽ hỗ trợ được phần nào cho trung tâm trong việc chăm sóc các em nhỏ mồ côi và học sinh ở nơi đây. Minh sư đã tặng cho trung tâm một ngân khoản 2.000 USD cùng với nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, phần nào giúp đỡ cho việc nuôi dưỡng những em nhỏ mồ côi nơi đây được đầy đủ và sung túc hơn.
Bên cạnh đó, Ngài đã chuyển lời cho các học trò mang đến rất nhiều phần gạo, nước tương, dầu ăn và tặng tay trao cho những người dân nghèo khổ. Không chỉ thế, Ngài còn mang đến nhiều tập vở, các dụng cụ học tập cho quý ni sư cũng như những em học sinh. Hy vọng các em sẽ có thêm niềm tin với hành trang tâm linh vững chắc được vun đắp từ Minsuruma để giúp các em vững bước hơn trên con đường học vấn và trao dồi tri thức. Cảm kích trước tấm lòng thánh thiện và cao cả của Minsuruma, vị ni sư quản lý trung tâm đã có những lời phát biểu chân thành gửi đến Ngài. Xin chào tất cả các quý sư và chú tiểu. Con đại diện cho tất cả mọi người ở đây xin bày tỏ và chân thành cảm ơn đến Minsuruma tôn kính cùng ban làm việc của Ngài vì những việc làm cao đẹp dành cho chúng con. Sự kiện ngày hôm nay sẽ khởi nguồn cảm hứng cho tổ chức chúng con ngày càng phát triển hơn trong việc chăm sóc các trẻ em mồ côi. Chúng con luôn tri ân và nhớ đến Ngài. Chúng con tin rằng Ngài sẽ làm nhiều điều tốt hơn nữa cho những ai cần sự giúp đỡ trên toàn thế giới này. Chúng con luôn mong chờ để được gặp lại Ngài và hy vọng có nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn Minh Sư vì tất cả. Tiếp theo đó, vị ni trưởng Thành Tâm trao tấm bằng khen đến Minh Sư Ruma khi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ngài dành cho trung tâm và những người dân nơi đây. Minsuruma xúc động đáp lời. Một lần nữa, cảm ơn quý vị vì tất cả mọi thứ và đã nhẫn nại lắng nghe ta chia sẻ. Ta cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều có một cuộc sống tươi đẹp và bình an. Minsuruma đã ân điển cho dân chúng Paya một lần được chứng kiến nghi thức cầu nguyện của Phật giáo Nguyên Thủy. Tiếng chuông linh thiêng vang vọng khắp bầu trời Paya, mang lực lượng diệu âm của vị minh sư tại thế bay đến muôn nơi để tất cả chúng sanh ở thành phố cổ này đều được hưởng trọn hồng ân từ Minsuruma. Bỗng nhiên hệ thống điện bị cúp và trời đổ cơn mưa. Tuy nhiên không vì thế mà buổi thuyết giảng bị ngưng lại mà vẫn tiếp tục. Mọi người vô cùng thành tâm và thỉnh cầu Minh Sư từ bi thuyết giảng. Cơn mưa càng lớn hơn làm cho Minh Sư càng thêm hào hứng chia sẻ nhiều hơn với họ như tuôn chảy dòng suối yêu thương và chân lý nhiệm màu đến nơi đây. Hướng đến các chú tiểu và các em nhỏ, Minsuruma không ngừng nhắc nhở và khuyên răn họ với sự chân tình của một vị cha tâm linh. Khi khoác lên tấm y này, quý vị đã là Phật. Đó chính là chiếc bóng của Phật tánh bên trong quý vị. Quý vị là ánh hào quang của Đức Phật. Vì thế, ta luôn cầu nguyện cho quý vị tiếp tục con đường tu hành của mình. Đừng từ bỏ cuộc đời mình khi còn là những chú tiểu. Mọi chướng ngại luôn hiện diện phía trước. Quý vị phải luôn mạnh mẽ và vững bước với niềm tin vĩnh cửu từ Đức Phật. Khi quý vị có được tình thương và lòng bác ái mạnh mẽ từ Đức Phật, không có một chướng ngại nào có thể cản trở quý vị. Hãy bước lên và đi qua những chướng ngại đó. Ta cầu nguyện cho quý vị mỗi phút, mỗi giây và mỗi ngày. Ta sẽ tiếp tục làm tất cả mọi thứ với những gì ta có thể làm được cho đất nước Myanmar. Không chỉ về vật chất, ta sẽ mang đến cho quý vị kho tàng tâm linh, tình yêu thương, lòng bác ái và những giáo lý của Đức Phật. Hãy làm cho thế giới này thấy quý vị ngày hôm nay như thế nào và cảm nhận tấm lòng thành tâm của quý vị.
ta sẽ gặp lại quý vị. Bây giờ ta phải rời khỏi đây. Đừng lo lắng. Khi ta rời khỏi đây, cơn mưa sẽ dừng lại và đi theo ta. Bất kỳ những nơi nào ta đến cũng đều giống như vậy. Quý vị sẽ chứng nghiệm được nó khi ta đi khỏi đây. Ta luôn yêu thương quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Minsuruma ra về trong sự lưu luyến của tất cả mọi người. Khi bước ra đến giữa sân, Ngài đã quay lại và gia trì cho vùng đất này, gửi lời chúc phúc cao thượng từ đấng toàn năng đến với tất cả chúng sanh nơi đây. Đúng như lời Minh Sư đã nói trước, khi xe của Ngài di chuyển khỏi trung tâm không lâu, thì cơn mưa nhẹ hạt dần rồi dứt hẳn, trả lại bầu trời trong xanh. Quả thật, mỗi nơi Minh Sư ghé thăm đều mang theo cơn mưa từ thiên đàng, và khi Ngài rời bước thì cơn mưa ấy cũng đi theo Ngài, cuốn hết những nghiệp lực, sự đau khổ của chúng sanh nơi đó về thế giới giải thoát. Và rồi, vùng đất ấy sẽ trở nên bình yên hơn trong ánh sáng mặt trời chân lý từ thiên đàng. Chúng sanh vùng đất này sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày mà vị Minh Sư tại thế trở lại cố hương Paya. Ngài đã thổi một luồng gió mới mang theo sức sống tâm linh mãnh liệt bao phủ nơi đây, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ khắp thành thị cổ kính này. Chúng sanh nơi đây đã được thoát ra khỏi vòng xoay đau khổ của thế giới vô minh và có một chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống này, chính là Minsuruma. Họ sẽ vô cùng tự hào là những chúng sanh mang vẻ đẹp khai ngộ và giải thoát. Và giờ đây, thành phố cổ Paya sẽ ngày càng phồn vinh, hưng thịnh và huy hoàng trong ánh diệu âm quang từ Đức Thế Tôn của thế kỷ 21, Minsuruma. Con là người dân Việt Nam mà chúng con đến thời kỳ gần đây mới được biết đến sư phụ ạ. Vì chúng con cũng là những người ham tu mà cũng muốn để giải thoát một đời, nhưng chúng con không có pháp tu thì chúng con cũng ngày đêm là cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm ạ. Thế là tự nhiên là thời kỳ gần đây là chúng con mới được biết được đến Minh Sư ạ. Chúng con thật là có phước mà chúng con thấy mình rất là phấn khởi khi chúng con biết một cái ngày hôm trước hôm sau là chúng con lập tức là chúng con tìm đến đạo tràng luôn ạ. Vâng. Okay. Thì bây giờ cũng tốt rồi đó. Bây giờ quý vị biết rằng quý vị có pháp rồi. Tại vì bao nhiêu năm tu hành, gọi là mình dùng cái cuộc đời của mình đánh đổi cái danh hiệu, đánh đổi sự giải thoát của mình. Thấy chưa? À, tốt nhất đây. Thế là mình dùng cuộc đời của mình đánh đổi cái giải thoát, mình đã cực khổ rồi. Gọi là tu ngày, tu đêm, tu gọi là tu mò, tu mẫm, tu đứt điên luôn, cũng ra chẳng ra được giải thoát. Mỗi ngày niệm hoài sao nó không ra được gì hết, mơ mơ hồ hồ vậy. Phải niệm A Di Đà, lúc chết rồi sẽ Phật A Di Đà xuống đón. Chỉ chết rồi mới biết mà xuống đón. Lỡ chết rồi cái không đón làm sao? Thấy không thiện nhưng mà lại thiện, thấy không tốt nhưng mà lại tốt. Có hiểu chưa? Mình phải để mà tự nhiên, bởi vì trong thế giới tâm linh nó đôi khi nó rất là huyền ảo. Đừng nói chấp quá, chấp quá rồi chết. Cho nên vì thấy là tu hành cứ chấp đó thì chết á. Hiểu chưa? Chấp sao giải thoát được đây? Bây giờ không giải thoát được rồi, chờ sao giải thoát được đây? Hiểu chưa? Suốt ngày cứ không có dám làm gì đây nè. Hiểu chưa? Đi đâu cởi mở cũng không được đây. Hiểu chưa? Là khổ lắm. Đời người nó bao nhiêu nghiệp chướng rồi. Kêu bằng là Việt Nam mình gọi là ba chìm bảy nổi, chín linh đênh gì rồi, phải không?
mà còn tự mình tạo ra nữa rồi còn mệt nữa. Thì bao nhiêu đã khổ nạn ngoài đời rồi mà còn không đủ hay sao? Mình tu hành mình phải gọi là cho cuộc sống của mình là tốt hơn chút. Thấy chưa? Tu hành cho cuộc sống của mình cởi mở, vui vẻ lên. Thấy chưa? Phấn khởi lên. Kêu bằng đói ăn, khát uống, mệt thì ngủ. Ôi con đường về trắng một màu, một màu xa xăm. Tiếng chuông là sự thức tỉnh và lực lượng tình yêu thương của Minh Sư nhắc nhở nhân loại bước vào con đường giải thoát. Đừng để cho cái lòng yếu đuối này nó làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình vấp ngã hoài. Mạnh dạn lên và luôn lúc nào cũng cương quyết, quyết đoán chuyện gì nó đúng một lần một luôn. Đại đa số con người nhân gian đều là phục vụ cho ma dương, làm nô lệ của ma dương, làm nô lệ cho cái thế giới ta bà này, đại đa số là vậy. Cho nên mới có con người được gọi là đi vào trong sự tu. Mình phục vụ cho ai? Phục vụ cho chúng sinh, làm công cụ cho Thượng Đế hay làm công cụ cho ma dương? Làm sao mình có thể được Minh Sư gọi là chấp nhận mình đi vào trong thế giới giải thoát của Ngài, cắt đi cái đường dây nghiệp chướng của mình với luật nhân quả, gọi là chọc lủng cái màn vô minh mà nó đang phủ mình đây, xé nó ra để cho mình chui ra. Và như chạnh lòng mùa rét đông năm ấy, vòng tay mẹ sưởi ấm những đêm trường giá lạnh. Mây núi xanh ngào ngạt, thống xanh ngát ngát tình, lòng ta nao nao trên quê mẹ trở về thời thơ âu xa xưa. Đà Lạt mù sương dốc núi cao, từng hạt mưa xa trên tóc người, hồn ta từ xa xăm tràn về, hồn quê về lại Đà Lạt ơi. Đà Lạt ơi, chẳng biết buồn hay vui, bao năm dòng xa bốn phương trời, bóng nay kỷ niệm xưa dần lối, buồn vui theo từng áng mây trôi. Đà Lạt hoang vắng sương mờ răng phố núi, vang lên giọng hát níu chân người, dẫu xa ngày đêm luôn thương nhớ. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi.
xanh mấy núi xanh, ngào ngạt thông xanh ngát ngát tình, lòng ta nao nao chân quê mẹ trở về thời thơ ấu xa xưa. Đà Lạt mù sương giống núi cao, từng hạt mưa xa trên tóc người, hồn ta từ xa xăm tràn về, hồn quê về lại Đà Lạt ơi. Đà Lạt ơi, chẳng biết buồn hay vui, bao năm dòng giá bốn phương trời, bóng nay kỷ niệm xưa dần lối, buồn vui theo từng áng mây trôi. Đà Lạt hoàng hôn sương mờ gian vỡ núi, vang lên giọng hát níu chân người, dẫu sang ngày đêm luôn thương nhớ. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, dẫu sang ngày đêm mấy núi xanh, ngào ngạt thông xanh ngát ngát tình, lòng ta nao nao trên quê mẹ trở về thời thơ ấu xa xưa. Đà Lạt mù sương dốc núi cao, từng hạt mưa xa trên tóc người, hồn ta từ xa xăm tràn về, hồn quê về lại Đà Lạt ơi. Đà Lạt ơi, chẳng biết buồn hay vui, bao năm dòng xa bốn phương trời, bỗng nay kỷ niệm xưa dần lối.